Dạ vâng, chào các bác ạ, lại là Thành Auto. Thì ngay trước màn hình của các bác đây là một chiếc VinFast Lux A bản nâng cao màu đỏ đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em. Đây là nơi mà em Thành Auto đang làm việc. Và hiện tại chiếc VinFast Lux A bản nâng cao này lăn bánh tại biển tỉnh thì sẽ là 991 triệu theo cái giá tháng 2 này. Và đã bao gồm cái chi phí là mua voucher là 57 triệu trong cái giá 991 triệu lăn bánh biển tỉnh này các bác nhé. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 011 triệu các bác nhé. Và lăn bánh tại thủ đô Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 025 triệu các bác nhé. 1 tỷ 025 triệu cho chiếc VinFast Lux A bản nâng cao này theo cái giá tháng 2. Và hiện tại chiếc VinFast Lux A bản nâng cao này bên em đang có một cái chương trình ưu đãi rất là đặc biệt cho chiếc VinFast Lux A bản nâng cao này các bác nhé. Và các bác nào muốn biết chi tiết về cái chương trình ưu đãi rất là tốt cho chiếc VinFast Lux A bản nâng cao này thì hãy liên hệ với em Thành Auto theo cái số hotline em đã ghim sẵn ở trên màn hình là 0979 188 958. Và cái giá ưu đãi này em phải nói là có một chứ không có hai, và ưu đãi lên đến hàng chục triệu đồng, nên là các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Thành Auto để biết chi tiết về cái chương trình khuyến mãi này nhé. Vâng, bây giờ em sẽ đi qua một vòng quanh ngoại thất để cho các bác cùng ngắm qua. Chiếc Lux A bản nâng cao này thì đã được trang bị là 6 cảm biến ở phía đằng trước, trang bị camera 360, cảnh báo điểm mù, kính cách nhiệt tối màu hàng ghế thứ hai, nẹp chân kính mạ chrome, cốp điện các bác nhá, được trang bị cốp điện rồi. Và bên trong nội thất thì sẽ được trang bị là 13 loa, 1 âm ly, trang bị thêm là sạc không dây, định vị bản đồ, kết nối wifi. Đồng thời là chiếc xe VinFast Lux A bản nâng cao này được trang bị thêm đó là những cái tính năng vô cùng là hữu ích cho người sử dụng nếu so với bản tiêu chuẩn. Đây, em sẽ ngồi ở bên trong cùng trải nghiệm qua với các bác. Ví dụ như là chúng ta có thể mở cốp bằng cái nút bấm ở đây nhá, bật cam 360 ở đây. Đấy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đấy, và chiếc xe này thì có hỗ trợ là cái gương chiếu hậu này, khi mà chúng ta vào vị trí lùi thì nó sẽ tự động check xuống bánh sau để chúng ta có thể dễ dàng lùi vào chuồng hay lùi vào các cái phòng để các bác để xe. Đấy. Màn hình trung tâm là 10,4 inch. Và tất cả đều được trang bị trên cái màn hình này. Đây, em sẽ nổ máy lên cho các bác cùng xem thử nhé. Màu đỏ này thì rất là hợp mệnh cho các bác là mệnh hỏa hay là mệnh thổ. Đi chiếc xe này thì cực kỳ là sướng các bác nhé. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ nhọt như cà phê phin luôn. Đây. USB. Ở đây thì hiện tại đã không có phải USB. Đây, tăng giảm âm lượng tích hợp trên vô lăng, điều khiển bằng giọng nói, chuyển kênh, dành tay nghe cuộc gọi, ở các tự động cruise control nhé các bác nhé. Đấy, rất là nhiều cái tính năng. Gạt mưa auto, xe này đã được trang bị là gạt mưa tự động các bác nhé, rất là tiện lợi đúng không ạ? Và đặc biệt là ở đây nó có một cái rèm che nắng cho người ngồi hàng ghế thứ hai. Đấy, kéo rèm lên nó sẽ che nắng cho người ngồi hàng ghế thứ hai. Đây là cái khu vực để kính này. Đấy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Và đây là em đang nổ máy đấy các bác ạ. Đây để em tạm tắt tiếng đi nhé. Đang nổ máy nhưng các bác nghe nó có êm không ạ? Cách âm thì thuộc diện cực tốt các bác nhé. Cách âm chiếc VinFast Lux A bản nâng cao là thuộc diện cực tốt ạ. Đấy, công suất động cơ là 174 mã lực. 174 mã lực các bác nhé. Vô cùng là khỏe khoắn đúng không ạ? Đấy, khu vực cần số này, rồi tự động tắt máy khi mà chúng ta dừng đỗ ở đèn xanh đèn đỏ, giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn này, chống chân trượt này, cảnh báo va chạm này. Đấy, phanh tay điện tử này. Cái phanh tay điện tử của VinFast rất là hay. Khi mà chúng ta thắt dây an toàn, chúng ta kéo cái cần số này về vị trí D thì cái phanh tay điện tử này sẽ tự nhả các bác nhé. Đấy, và bấm P thì nó sẽ tự động kéo phanh tay. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Còn nếu chúng ta chưa đeo dây an toàn mà chúng ta vào D thì cái phanh tay này nó sẽ không nhả đâu ạ, mà chúng ta sẽ phải nhả bằng tay. Đấy. Bản nâng cao thì Ghế vẫn là ghế chỉnh điện 4 hướng và tĩnh tiến lùi bằng cơ. Tĩnh tiến lùi bằng cơ các bác nhé. Đấy. Chiều dài của chiếc xe VinFast Lux A là lên đến 4m97 các ạ. 4m97. Đấy. Nhìn rất là trường xe. Các nhìn đấy ạ. Và chiếc xe này hiện tại nếu mà chúng ta trả góp thì đâu đó chúng ta sẽ cần phải chi ra một cái khoản tiền ban đầu sẽ là khoảng tầm 190 triệu đồng là chúng ta có thể sở hữu chiếc VinFast Lux A bản nâng cao này rồi các bác nhé. Và hàng tháng chúng ta sẽ chi trả cái số tiền nó sẽ rơi vào khoảng tầm 17 triệu nếu và giảm dần theo dư nợ gốc nếu như mà chúng ta vay trong 7 năm các bác nhé. Đấy. Rất là dễ đúng không ạ? Và nếu như các bác nào ở bất kỳ nơi đâu muốn có nhu cầu mua chiếc VinFast Lux A này thì em Thành Auto đều hỗ trợ cho các bác là vận chuyển tận nơi, hỗ trợ cho các bác là trả góp trên toàn quốc. Đấy, hỗ trợ vận chuyển giao xe trên toàn quốc. Và các bác ở đây bất kỳ nơi đâu chỉ cần ới em thôi, còn đâu là mọi việc là cứ để em lo nhá. Vâng, thế thì còn bây giờ thì có lẽ là em Thành Auto xin phép được tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.